chung là mình cũng quen biết qua cái mạng xã hội, rồi từ đó là cái tình cảm nó lớn dần theo năm tháng. Rồi đúng vì vậy mà có cái dịp đó là anh chị em mình cũng muốn gặp gỡ nhau như ngày hôm nay, thì đó là lý do của cái buổi chúng ta gặp gỡ hôm nay là như vậy. Thì để thay mặt chủ nhà đó thì chủ nhà cũng có là chút ít quà để gọi là tặng cho hai đoàn đó, thì là mời chú Bảo đại diện của Diệp Thị Kim Thu đó là lên nhận cái quà của đoàn Vĩnh Long gửi tặng, là cũng như cái dịp là sắp tới ngày 20 tháng 10 là ngày phụ nữ Việt Nam rồi. Thì mời anh Văn Lê là lên để tặng quà cho bên đoàn Vĩnh Gia. Mời ra đây rồi, lên đây. Chú Thị Kim Thu. Chú Thị Bảo thì mời anh Thanh Long và đại diện tặng quà cho chị Thị Bảo. Gracias.
thể chụp được gì đâu. Bắt tay lại nắm lên một chút đã. Chặt tay. Chặt tay.